phẩm Cô Kiến Trinh Sát, tác giả Vũ Kim Dũng, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Một gia đình lớn. Họ hàng nhà Kiến của chúng tôi đông lắm. Nào là kiến vàng, kiến đỏ, kiến gió, kiến đen, kiến bọ giọt. Kể có tới 20.000 loài kiến khác nhau. Họ làm ăn, sinh sống ở khắp nơi trên trái đất. Từ châu Âu tuyết trắng đến châu Á bao la. Từ châu Phi nắng cháy đến châu Mỹ xa xôi. Từ núi rừng âm u đến thảo nguyên bát ngát. Từ cánh đồng phì nhiêu đến miền biển sống quanh năm. Trải qua những biến động lớn lao bao thế kỷ, hàng ngàn hàng vạn loài sinh vật đã từng xuất hiện trên hành tinh tươi đẹp của chúng ta. Tuy thân hình bé nhỏ và yếu ớt so với nhiều động vật khác, vẫn tồn tại và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Có bạn hỏi, sức sống mãnh liệt của họ nhà Kiến bắt nguồn từ đâu? Trả lời được câu hỏi này đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng có điều chắc chắn là nếu như loài kiến chúng tôi không biết đoàn kết thành một tập thể rộng lớn, vững chắc, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ thì không thể nào được như ngày hôm nay. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình kiến đỏ, bé và đông đúc thuộc giống Formica. Bố tôi mất, tôi ở với mẹ từ tấm bé đến giờ. Sống trong một gia đình có gần 15.000 miệng ăn. Tuy không sung túc lắm, nhưng ai cũng được no đủ quanh năm. Tất cả chị em chúng tôi quây quần quanh mẹ già dưới một mái nhà ấm cúng yên vui. Tòa nhà cao 30 tầng, đứng sừng sững như một trái núi nhô lên trên rừng cỏ rậm. Mái tròn lợp danh, xung quanh là tường đất. Trong nhà có hàng nghìn căn phòng rộng hẹp khác nhau. Cửa sổ cũng trổ đủ loại. Nào là hình tròn, hình bầu dục, hình quả trám, hình bán nguyệt. Đường đi lối lại qua các phòng và giữa các tầng rất quanh co, ngoắt ngoéo. Những ai không quen rất dễ bị lạc. Trước cửa nhà có cái sân đất phẳng lì. Có hàng rào cỏ gà gân tím viền quanh. Giữa sân mọc lên một cái dông vàng hoa vàng rực rỡ. Hai cây ké hoa đào đứng sát bên nhau ở góc bên phải. Đằng sau nhà là rừng cỏ danh lá sắc như dao, xen lẫn cỏ sả ngát hương và cỏ lông công có gù hoa trắng như bông. Cùng lứa với tôi có 8.000 chị em cả thảy. Tôi là con gái giữa. Do mẹ tôi đẻ rất mau, nên bà chị cả đến cô em út cách nhau có 5 tuổi. Xin bạn nhớ cho rằng, tuổi của bọn côn trùng chúng tôi được tính theo ngày, mỗi ngày lên 1 tuổi. Căn cứ vào khả năng của bản thân và yêu cầu chung của gia đình, mẹ tôi thường phân ngành nghề cho từng đứa con của mình ngay từ khi mới đặt trứng. Tùy theo nghề nghiệp đã được chọn dứt khoát trong tương lai, chị em chúng tôi sẽ được sống ở những nơi khác nhau trong tòa nhà và hưởng chế độ chăm sóc dạy dỗ riêng. May mắn nhất là 120 cậu em và 50 cô em gái của tôi sau này trở thành loài kiến cánh, tha hồ bay lượn trên bầu trời. Chúng sẽ được ở trong những căn phòng đẹp đẽ, sạch sẽ, gần kề với phòng mẹ tôi. Mỗi đứa thường xuyên có 25 chị giữ trẻ, trông nom và cung cấp thức ăn liên tục suốt ngày, nên chúng lớn như thổi. Dãy phòng cao ráo, rộng rãi tầng trên là nơi dành riêng cho những chị tương lai sẽ trở thành loài kiến to đầu khổng lồ có sức khỏe phi thường. Họ được bồi dưỡng đặc biệt để bổ sung cho lực lượng xung kích
rất đáng tin cậy của gia đình tôi. Tầng dưới là những căn phòng nhỏ và hẹp hơn của những chị kiến thợ tương lai. Các chị được gọi là vậy bởi vì sau này các chị phải làm những công việc đòi hỏi sự khéo léo như đào đất, nhào giữa, xây nhà, đắp đường. Ngoài ra, một số các chị còn phải cung cấp và chế biến thức ăn, trông trẻ, quét dọn nhà cửa, dựng chuyển trứng mới đẻ. Đặc biệt là ở đây, ba chị mới được một cô giữ trẻ trong nơm. Tôi ở cùng với các chị em sẽ được vinh dự xếp vào loại kiến lính sau này. Chúng tôi vừa phải bảo vệ gia đình, lại vừa phải đánh nhau với kẻ địch, nên cũng có được ưu tiên hơn một chút. Mỗi cô giữ trẻ chỉ phải nuôi nấng, chăm sóc một đứa trong bọn chúng tôi. Mẹ tôi thường cho chúng tôi ở những căn phòng thoáng mát ở phía bên ngoài, gần cửa sổ và cửa ra vào. Từ cái trứng trắng bé tí tẹo, trước khi trở thành công dân chính thức của xã hội kiến, chị em chúng tôi đều phải trải qua cuộc đời của sâu kiến. Phần lớn chị em tôi đều rất ấm ức với cái tên xấu xí ấy. Nhưng lúc ấy, cứ mỗi lần đứng trước gương, tôi đều cảm thấy mình chẳng khác bọn sâu rau, sâu lúa xấu xí là mấy. Mặt mũi nơm đến phát khiếp, đầu thì trọc lóc, mắt hiếp, cổ rụt lại, hay nói đúng hơn là không có cổ. Những đôi chân to và ngắn xếp thành hai dải dọc thân, như hai hàng cột chống đỡ tấm thân béo nút, hằn lên 14 khúc tròn trùng trục. Chỉ có điều hơi đặc biệt là khúc đầu thì dài và thuôn, còn những khúc sau càng gần phía dưới lại càng phình to ra. Mỗi khi tôi cựa quậy, toàn thân nơm như cái loa kèn lăn lông lóc. Lũ sâu kiến của chúng tôi đang tuổi ăn, tuổi ngủ, nên các cô giữ trẻ phải vất vả lắm mới chăm sóc được đầy đủ. Hằng ngày, có một cô chuyên mớm thức ăn cho tôi. Những khi rỗi rãi, cô lại thè lưỡi lau sạch những giọt mồ hôi dính nhằm nháp trên mình của tôi. Không bao giờ cô để cho tôi hôi hám bẩn thỉu. Ăn uống xong xuôi, tôi cũng chẳng dám đi đâu xa vì sợ bị lạc. Suốt ngày, tôi chỉ tha thẩn trong nhà chơi với mấy chị em cùng lứa. Tuổi nhỏ của tôi cứ êm đềm trôi. Chẳng bao lâu, tôi đã đến tuổi hóa nhọng. Thật đúng là sinh sao đẻ muộn, bao giờ cũng chịu phần thiệt thòi. Trong khi các chị tôi ung dung nằm cuộn tròn trong những cái kén trắng tinh hình quả dưa chuột, thì tôi vẫn phải hì hục kéo tơ dệt kén cho mình. Trong cái nồi êm ấm, tôi ngủ ly bì, không còn biết trời đất là gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi cởi bỏ cái vỏ nhộng cứng ngắc bó chặt quanh mình, rồi phá kén chui ra. Từ đấy, tôi giả từ cuộc sống buồn tẻ đơn điệu của kiếp nhộng sâu và bước vào sống trong xã hội kiến tưng bừng náo nhiệt. Giờ đây, tôi biến thành một cô kiến nhỏ nhắn và xinh đẹp lạ thường. Tôi sung sướng hất đôi râu mềm mại lên trên trán, chạy như bay đến bên chiếc cửa sổ hình bán nguyệt. Dưới sân, những bông hoa ké, hoa đào đã vui vẻ xòe ra năm cánh hồng mơn mởn, để lộ những tua nhĩ dài, đầu đội bao phấn vàng ống. Các chị kiến ra khỏi kén trước tôi, chạy ùa lại chạm râu tôi, hỏi hàng rối rít. Suốt sáng hôm ấy, chúng tôi xếp vòng tròn, nhảy múa tưng bừng trong tòa nhà đồ sộ trước khi bước vào cuộc đời mới. Chị em chúng tôi còn phải trải qua một thời gian khá lâu nữa mới đủ tuổi chiến đấu. Trong những ngày ấy, mẹ tôi gửi chúng tôi vào học trong một cái trường đặc biệt. Trường học kỳ lạ.
từ ngày vào trường, nếp sống của tôi thay đổi hẳn. Tất cả thói lề mề, chậm chạp, lười biếng, lượm thượm của đời sâu kiến trước kia đều biến mất. Thay vào đó là thói quen, nhanh nhẹn và kỷ luật. Sáng ra, tôi dậy sớm, lau mặt sạch sẽ, chải râu cẩn thận, rồi sửa soạn đi học. Cái sân phẳng lì trước cửa đã trở thành lớp học, đồng thời cũng là nơi luyện tập. Buổi học nào, tôi cũng cố gắng đến lớp sớm một chút. Hễ có lệnh tập hợp là tôi lập tức đứng ngay vào hành lang. Chỉ trong phút chốc, cả lớp hơn 100 học sinh đã đứng im phăng phắc, xếp hàng chỉnh tề. Trước khi vào trường học, bao giờ cô giáo cũng xem kỹ từng học sinh đang đứng xếp hàng một, cách nhau 2 mm. Lần nào, tôi cũng được cô khen trước lớp về chuẩn bị kỹ càng và chu đáo. Hai sợi râu dài và mềm mại của tôi thường xuyên được chải cẩn thận, ống chuốt như tơ. Đôi mắt đen tròn luôn giữ được vẻ trong sáng, long lanh. Bộ quần áo đỏ sạch bóng như đồng. Dây thắt lưng chặt ngang thân mình khiến cho thân hình nhỏ nhắn, cân đối của tôi càng thêm gọn gàng. Ba đôi chân thon, dài, có gai, không hề dính một chút bùn bẩn. Tôi vẫn nhớ mãi, trong buổi học đầu tiên, chúng tôi tập bài, đi điều bước, và rất là vất vả, khó nhọc. Chả là vì họ nhà kiến chúng tôi có những ba đôi chân, đôi trước, đôi giữa và đôi sau. Bởi vậy, chúng tôi không thể đi theo nhịp 1-2, mà phải đi theo nhịp 1-6. Khi cô giáo hô 1, thì chân phải của đôi chân trước bước lên một bước. Cô hô 2, thì bước chân bên trái. Khi hô 3-4, thì lần lượt đến hai chân giữa. Cuối cùng, khi cô hô 5-6, bây giờ đôi chân cuối cùng mới bước lên. Tôi nghiệm thấy, hễ mình đi đứng bình thường thì sao mà dễ thế? Hễ cứ chuyển sang đi theo nhịp thì khó đáo để. Hôm đầu, chúng tôi đi sai nhịp luôn. Chân nọ sọ chân kia. Cô giáo phải hô đi hô lại mãi, kháng cả cổ. Ấy thế mà chịu khó luyện tập thường xuyên, rồi cũng sẽ thành quen. Bây giờ, chúng tôi không chỉ đi đúng nhịp một mình, mà còn có thể đi thành đội ngũ chỉnh tề, chân dẫn đều tăm tắp. Thấy cả lớp đi đứng khá thành thục, cô giáo liền chuyển sang cho bài tập chạy vũ trang. Mục này quả là gay go phức tạp, bởi vì khi đang tập chạy, lúc nào cũng lỉnh kỉnh bên mình, nào là vũ khí, nào là điện đài, lại thêm hai cái bình thuốc hóa học nặng trịch nữa. Như thế đã hết đâu, trên hàm còn phải vác thêm tảng đá nặng 500 mg nữa. Tính ra nặng hơn 10 lần thân tôi. Trong khi đó, lực sĩ voi nổi tiếng là khỏe nhất thế giới, cả thân hình nổi tiếng của bác ta nặng đến 5 tấn, thì chỉ mới vác được có một chú voi con nặng chưa đến 1/10 thân xác của bác. Vậy mà đã kêu nặng e cổ, lê không nổi. Tuy luyện tập gian khổ, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Vả lại cô giáo cũng luôn luôn nhắc nhở chúng tôi là muốn trở thành những chiến sĩ giỏi, thì ngay từ khi còn học ở trường, thì đã phải rèn luyện mình có những đôi chân cứng cáp, nhanh nhẹn, lại biết chịu đựng bền bỉ, dẻo dai. Mới đầu, tôi chạy chậm, tốc độ nhanh nhất cũng không quá 1 cm trên giây. Vừa chạy được một quãng chừng 2 m thì đã thấy mệt lử. Về sau, tôi đã chạy nhanh gấp đôi, rồi gấp ba. Không những thế,
tôi còn chạy trên cả một quãng đường dài 20 mét, hết lao xuống đèo rồi lại leo lên dốc mà vẫn chưa thấm mệt. Đặc biệt trong cuộc thi ngắn 100 cm tổ chức trong toàn trường, tôi đã dậy nhất, chỉ hết 30 giây. Khó khăn nguy hiểm nhất là khi chúng tôi phải tập leo trèo trên những bức tường dựng đứng của tòa nhà cao 30 tầng, hay bám ngược dưới mặt lá cây, ngọn cỏ đang rung rinh trước gió. Chỉ sởn một cái là ngã lộn cổ. Có lần tôi đã leo lên đến gần nóc nhà rồi mà còn bị rớt xuống đất. Cũng may mà tôi chỉ nặng có 40 mg nên rơi rất chậm và êm như một cánh hoa. Tuy không bị què chân, gãy râu, nhưng đầu tôi cũng đau rất như búa bổ, toàn thân đau ê ẩm. Mãi về sau, tôi mới nắm được bí quyết là sử dụng những cái vuốt sắt ở bàn chân để bám vào đâu là dính chặt tới đó. Không những thế, tôi còn giúp chị em trong lớp cũng leo trèo thành thạo như mình. Từ đó, lúc nào chúng tôi cũng có thể vào được mọi nơi của địch, dù cho ở đó có hóc hiểm, kiên cố đến mức nào đi chăng nữa. Sau đó, chúng tôi được học cách dùng các loại vũ khí. Đầu tiên, cô giáo dạy chúng tôi cách dùng đôi sâu ở trước trán. Nó có tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc sống và trong chiến đấu của chúng tôi. Ai mới trông thấy đôi râu kiến lần đầu đều tưởng đó là hai sợi mảnh như hai sợi tóc. Nhưng thật ra mỗi sợi có 11 đốt cao thấp lớn bé khác nhau. Đốt gốc nhỏ nhất dài gần bằng nửa sợi râu, 10 đốt còn lại ngắn và to hơn, sâu thành một chuỗi hạt như hạt cườm. Đốt trên ngọn to hơn cả. Đầu tay điểm mấy sợi lông tơ ngắn như ri mép. Lúc bình thường, đôi râu kiến của chúng tôi hơi gấp khúc, giơ lên ngang trán và chĩa về phía trước. Khi cần, nó có thể quay mọi hướng để đánh hơi ở xa. Đồng thời, nó cũng có thể dùng để sợ các vật ở gần, chẳng khác gì bàn tay kỳ diệu của loài người. Hơn nữa, nhờ có đôi râu mà họ nhà kiến chúng tôi có thể dễ dàng nhận ra nhau hoặc trao đổi những tin tức và mật hiệu riêng của từng gia đình. Trước đó, cô giáo cho một đội đi kiểm soát kỹ lưỡng tất cả các ngóc ngách bờ bụi quanh thao trường. Sau đó, cô cắt một đội canh gác cẩn mật. Cô nhắc nhở chúng tôi: các em phải giữ bí mật tín hiệu rung râu của gia đình ta. Nếu các em để lộ cho kẻ địch biết, chúng sẽ trà trộn vào hàng ngũ quân ta thì rất là nguy hiểm. Sau đó, lớp tôi xếp thành hai hàng một, đi ngược chiều nhau. Từng đôi một, mỗi khi gặp nhau thì chạm râu trao đổi tín hiệu như đã quy định. Khổ một nỗi là vừa phải quay sâu dò theo vết chân của bạn bè để đi đúng vào hàng, lại phải vừa trao đổi tín hiệu nên rất hay nhầm lẫn. Nhiều khi phải chạm râu đến chục lần mà vẫn chưa được. Có những đôi cứ đứng chụm đầu vào nhau mãi mà không dứt ra được, chỉ vì quên mất tín hiệu, nơm đến buồn cười. Chúng tôi đang mải mê luyện tập thì nhận được tín hiệu báo động. Cô giáo lập tức tập hợp cả lớp thành đội ngũ chỉnh tề, rồi dẫn chúng tôi về góc sân bên phải, nơi có mấy chị đứng gác đang rung râu dãy gọi. Hình như đội cảnh vệ vừa phát hiện được kẻ địch đang lẩn quất ở đó. Quả nhiên, khi tôi đến sát hàng rào cỏ gà thì thấy một tên cào cào áo xanh đang đứng lẫn lộn giữa các búi cỏ um tùm. Tưởng không ai biết, hắn ung dung đứng ghết chân lên thùy lá để mà rình nghe trộm. Năm tiểu đội được lệnh dây kín hàng rào,
còn cô giáo thì dẫn tiểu đội tôi bí mật leo lên vít một chiếc lá ở phía trên xuống gần sát tên cao cao. Thế là chúng tôi chỉ việc nhảy thẳng xuống lưng hắn, rồi nhanh chóng lách qua hai lần áo lụa mỏng và bám dọc xương sườn của tên địch. Bị đánh bất ngờ, tên này vội vã co càng lại, xòe cánh ra định bay lên. Chúng tôi phải luồn mãi xuống dưới bụng của hắn, nhưng không biết làm thế nào. Mai thài lúc ấy, cô giáo đã hạ lệnh cắm kim. Tuy chúng tôi chưa học được cách dùng mũi kim nhọn hoắt ở cuối đũa bao giờ, nhưng chúng tôi vẫn cứ làm theo từng động tác của cô giáo. Mới đầu, chúng tôi khiển đôi chân lên, cụp đuôi, rồi cắm kim phập mũi kim ngập sâu vào cái bụng nhăn nheo đang phập phồng của tên cào cào. Đau quá, tên này loạng choạng bay về phía cây dông hoa vàng. Giữa tiếng gió thổi dù dù và tiếng cánh đập phành phạch, tôi chỉ thoáng nghe thấy tiếng hô tem nọc. Thế là cả tiểu đội nhất loạt theo cô giáo thoát bụng lại, phùng mạnh nọc kiến vào da thịt của kẻ địch. Chất độc của nọc kiến quả là mạnh. Vừa ngấm thuốc, tên khổng lồ có cánh đang bay dừng hẳn lại rồi rơi bịch xuống đất. Thế mà vẫn còn giãy giụa lung tung, càng đạp vào nhau kêu tành tách, còn răng thì nghiến nghe càng két. Cô giáo thấy vậy liền dẫn chúng tôi luồn hẳn vào khe cổ của hắn, dùng cái hàm răng sắt cắn đứt cuốn họng. Bây giờ hắn mới chịu nằm im, đầu ngoẹo sang một bên, đôi râu rủ xuống, cánh xõa hai bên. Vừa thắng trận đầu, khó khăn mới lại đến. Nhìn cái xác to kền nặng hàng nghìn mg nằm ên ra giữa bãi tập, chúng tôi cứ lây hoay mãi, không biết làm thế nào để đưa ra được. Cô giáo lại phải bảo cả lớp xúm lại, mỗi học sinh một hàm, nâng bổng cái đầu rồi giác thẳng một mạch như kho. Một chỉ kiến to đầu khổng lồ chạy ra đón lấy cái xác cao cao từ trên hàm của chúng tôi. Chị ta cao lêu nghêu đến nỗi mà tôi đứng khiển cả chân lên cũng chưa đến ngực của chị. Hàm thì bảnh, chân thì to và gồ lên như hạt ngô tẻ. Bụng của chị phồng lên ở phần giữa, nhọn hoắt ở phần đuôi như hình trái đào. Chị ra luôn dùng đôi hàm răng và cong như càng cua xé thịt cào cào thành từng miếng nhỏ rất nhanh nhẹn và khéo léo. Lúc ấy, từng đoàn cô giữ trẻ mới lục đục kéo đến lĩnh phần. Thế là cùng một lúc, chúng tôi học được cả hai bài về cách dùng nọc kiến và hàm răng. Nhờ đó mà chúng tôi thuộc lào rất nhanh và dễ dàng. Học xong hai khoa mục này thì khóa học cũng vừa kết thúc. Thấm thoát đã đến kỳ thi tốt nghiệp. Điều vui mừng nhất của cả lớp là không ai bị trượt. Các môn thi của tôi đều xuất sắc. Tôi còn nhớ lúc học xong, cô giáo ân cần dặn chúng tôi rằng: hôm nay là ngày mà các em học xong và các em cũng đã đủ tuổi làm nghĩa vụ. Các em đừng bao giờ nghĩ rằng học ở trường như thế là đủ, mà sau này các em còn phải học nữa, học mãi. Phải chịu khó tự rèn luyện mình, các em sẽ mau chóng trở thành những chiến sĩ giỏi. Chúc các em đạt được nhiều thành tích tốt đẹp. Sau khi ra trường, chúng tôi được phân công về các đơn vị khác nhau. Nhân thời gian được nghỉ phép, tôi về thăm mẹ và các chị em cùng toàn thể bà con, họ hàng, thân thích.